Những năm tháng không thể nào quên, hồi ký chiến trường ca, ký ức của người lính trinh sát sư đoàn 307. Tác giả: cựu chiến binh lính trinh sát sư đoàn 307. Chắp bút: cựu chiến binh Võ Văn Hà. Tập 18. Từ ban chỉ huy tiểu đoàn 2, chúng tôi được biết anh em đại đội 19 vận tải của trung đoàn 95 đang vận chuyển hàng ra chốt. Vì địch tập kích cối nên anh em phải chốt lại ngoài rừng, cách tiểu đoàn 2 khoảng hơn cây số. Bộ phận trinh sát rời khỏi trận địa và men theo con đường để bắt liên lạc với bộ phận phía sau. Khoảng hơn 30 anh em đang mở đường về chốt của tiểu đoàn 2, không đi trên đường mòn, bao gồm đại đội 19 và một bộ phận bộ binh của đại đội 1 tiểu đoàn 10 đi bảo vệ. Chúng tôi nhận ra nhau khi cách tiểu đoàn 2 chừng 300 mét. Toàn bộ hàng được bỏ lại ngoài rừng và đội hình vận tải được bổ sung vào bộ phận bảo vệ cầu đội cối. Hai trận địa cối lúc này chúng ta có khoảng gần 50 người và tranh thủ sửa sang lại phần xạ giới cho thoáng. Chúng chỉ tập kích bằng cối chứ không tấn công bằng bộ binh. Hàng hóa anh em chuyển ra cơ bản là muối và mắm kem, thịt heo hộp Hạ Long Hải Phòng và có khoảng vài gùi rau, rau muống, rau lang, lá khoai mì, đậu đỏ dùng làm giá. Lá khoai mì anh em ta muối dưa vì nghe đâu chúng rất độc, nhưng khi xào với thịt hộp thì cũng ngon giả phết. Đại đội 15 công binh và đại đội 16 DKZ của trung đoàn 95 hỗ trợ tiểu đoàn 2 vài miếng da nai khô. Đêm đó bộ phận cối vẫn nằm phía ngoài do anh em tiểu đoàn 10 bảo vệ. Mỗi lần có anh em từ trong trung đoàn bộ ra, ai cũng thấy chốt ấm lên, lấy thêm được vài chục tay súng là rất quý. Những ca gác sẽ ngắn lại và không khí bớt phần lạnh lẽo. Đêm xuống dưới hầm, tin tức sốt dẻo ở hậu cứ và tình hình của các đơn vị khác là những câu chuyện nóng hổi. Vui nhất là chút khói thuốc và ấm trà tỏa mùi thơm cùng những cánh thư từ quê nhà. Anh em đồng hương, đồng khói cũng chả có gì để biếu nhau. Có khi chỉ là một hũ ớt, tỏi, hành ngâm với nước muối để ăn dần cũng rất là quý. Không hiểu sao ngay cả hương vị trái ớt cũng thèm. Mỗi bữa ăn cả tiểu đội chỉ được dùng vài trái. Trung đoàn 95 có đại đội 16 nổi tiếng là đơn vị trồng nhiều ớt nhất. Khi nghe tin có đoàn ra tiểu đoàn 2, anh em trong trung đoàn bộ và tiểu đoàn 10 và khối các đại đội trực thuộc đóng quân gần đó cũng tìm cách kiếm rau hay bất cứ cái gì mà chốt tiểu đoàn 2 cần gửi ra. Tôi được anh Lập, đại đội trưởng trinh sát 95, gửi cho 2 gói xà mít và 2 bánh thuốc dê cù len, quý vô cùng. Bữa cơm chiều, những đặc sản từ trong trung đoàn bộ mang ra bày biện khắp bàn ăn, bát nước trà thơm bốc khói, khói thuốc bay lên ngoằn ngoèo giữa không trung, quá tuyệt, những gương mặt tươi tỉnh cho đời bớt khổ. Sau trận tập kích cối vào đơn vị tiểu đoàn bộ, ban chỉ huy tiểu đoàn 2 buộc phải có một phương án đánh địch mới, khắc phục tình trạng ta bị động. Thực tế thì ta không phải bị động, nhưng vấn đề là làn ranh biên giới. Kinh nghiệm chiến tranh được vận dụng đến mức tối đa, lập đài quan sát. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 quyết định đi tìm vị trí thích hợp để đặt đài quan sát. Bộ phận tiền trạm bao gồm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trợ lý tác chiến của tiểu đoàn, đại đội phó đại đội 5 và đại đội trưởng đại đội 8, khẩu đội trưởng DKZ cùng trinh sát của sư đoàn và trung đoàn, anh em bộ binh đại đội 5. Từ tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 2, chúng tôi hành quân đến vị trí, qua các bãi tráng và bám theo các bình độ để tiếp cận dãy yên ngựa. Đội hình hơn 30 người trang bị nhẹ để tiện việc leo trèo, lầm lũi từng bước từng bước. Đội hình hơn 30 người trang bị nhẹ để việc leo trèo được dễ dàng, lầm lũi từng bước, từng bước. Những vách đá gần như là dựng đứng, bọc quanh các kẽ hở của vách đá là rễ cây ngũ già bì và thân của những dây leo. Trinh sát và trợ lý tác chiến leo đầu tiên mở đường, phải bám, đu vào các thân cây, bò men theo các vực đá, thậm chí phải đu dây, sóng rắn, dây ngũ già bì để truyền từ vách này sang vách kia như một con khỉ. Thực hiện những động tác này theo kinh nghiệm là đừng nhìn xuống vực sâu,
dễ tạo tâm lý sợ sệt. Và thực tế, nhiều anh em bộ binh khi ôm dây ngũ gia bì mà run như cầy sấy. Khu vực này trái hồng dẹt rất nhiều, chín vàng từng chùm, trông rất bắt mắt. Hồng có hai loại, loại như trái thanh trà và hồng tròn. Hồng dẹt nhỏ trái nhưng thơm và ngọt. Hồng tròn thì to quả nhưng độ ngọt không bằng hồng dẹt. Phải mất hơn 2 giờ leo trèo như khỉ, bộ phận tiền trạm mới đến đỉnh của dãy Yên Ngựa. Hoang sơ, nguyên thủy và vắng lặng. Chưa có bàn chân người đặt chân lên mỏm đá này. Sau hơn 1 giờ vòng quanh tìm địa thế, cuối cùng cũng tìm được một vị trí thích hợp. Đài quan sát là một mỏm đồi nhỏ, diện tích bằng phẳng, có thể sinh hoạt chừng 30 m² ở hướng đông cao điểm 428. Nó là mỏm đồi vì nằm trên Yên Ngựa có bình độ cao nhất nhì trong địa bàn đứng chân của tiểu đoàn 2. Đứng trên đỉnh đồi này có thể quan sát được toàn bộ khu vực tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 2 và một phần bình độ chân của 428. Điểm độc đáo của vị trí này là phía bên kia biên giới, muốn leo lên được mỏm đồi này phải vượt qua nhiều vách đá dựng đứng. Nhưng bên đất ca thì thoải hơn, có thể leo lên nhờ các rễ bám của cây ngũ gia bì vào các khe đá. Hướng bắc mỏm đồi nhìn về đất Thái rất rõ do độ cao của nó. Sau khi chọn xong vị trí, trinh sát cài lại khoảng hơn 10 trái mìn KP2 quanh khu vực, đánh dấu các vị trí có mìn và quay lại tìm đường xuống. Vì từ đỉnh đồi và Yên Ngựa có một độ vênh khá lớn, để đảm bảo cho việc di chuyển sau này bắt buộc chúng ta phải chọn ra một con đường lên xuống phù hợp, có thể vận động được. Và điều cực kỳ quan trọng là yếu tố bí mật, làm sao cho địch khó phát hiện. Vị trí cơ động được chọn ở phía tây của mỏm đồi, hơi lệch về bên kia biên giới một chút. Độ dốc thoai thoải, dễ đi và chỉ có một vách đứng không nguy hiểm lắm. Sau này ta làm thang tre lổ ô bám vào vách để lên xuống. Trên đường trở về, ta xóa mọi dấu vết, không để cho địch phát hiện. Đội hình vẫn men theo các bình độ và trở về khu vực tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 2. Sau nhiều ngày bàn thảo và được trung đoàn 95 chấp thuận, ta bố trí một khẩu DKZ-75 với cơ số ban đầu 50 viên đạn, một tổ trinh sát có trang bị ống nhòm loại tốt để theo dõi tình hình. Từ vị trí này, ta đã khống chế mức độ tập kích bằng cối của địch vào các vị trí của tiểu đoàn 2, tạo điều kiện cho các bước đột phá sau này của đội hình trung đoàn 95, thuận lợi cho tác chiến. Nhưng về mặt bảo đảm hậu cần, sự chi viện cho đài quan sát khi cần thiết quá là gian nan khi chỉ có 15 con người trên một chốt tiền tiêu nóng bỏng nhất của những tháng cuối mùa mưa năm 1980, đầu mùa khô 1981. Mục đích ban đầu của việc lập đài quan sát không phải là quan sát thuần túy, vì việc nắm tình hình địch ở vị trí đài là điều không thể. Mục đích chính là quan sát cho bằng được các vị trí mà địch đặt hỏa lực để tập kích ta. Kết hợp nhiều nhiệm vụ khác nên cần có một bộ phận trinh sát để làm nhiệm vụ này. Vào thời điểm đó, toàn bộ các căn cứ của Post dọc theo tuyến biên giới từ chùa Project Vihir về đến núi Cụt và kéo dài đến Rô Viêng đã được xác định bằng tọa độ 6 số trên bản đồ tác chiến của Ban Tham mưu Sư đoàn và nằm trong tầm pháo 105 của các cứ điểm pháo binh của Trung đoàn 576. Chỉ cần có lệnh trên cho phép là mọi điều có thể xảy ra. Nhưng chưa bao giờ xảy ra lệnh này, ít nhất là đến tháng 6 năm 1984. Việc đưa khẩu DKZ và cơ số đạn lên đài là việc phù động của thế kỷ 20. Chúng tôi vẫn thường nói vui như vậy. Có chứng kiến mấy thấy sức trẻ là như thế nào. Việc đưa hai khẩu pháo 85 ly của tiểu đoàn 3, trung đoàn 95 lên chùa Project Vihir còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc này. Đạn DKZ được đặt trong một ống tròn kim loại và mỗi anh em phải mang hai quả trèo qua các vách đá, bám vào các rễ cây, bò từng bước một qua các khoảng trống giữa hai mỏm đá. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là phải viết hàng chữ. Chúng tôi vô cùng thương tiếc ngay tức thì. Nhưng bằng tinh thần, nghị lực vô song của sức trẻ, mọi việc xảy ra đều tốt đẹp và khẩu DKZ oai vệ nằm trên đài quay nòng về hướng Bắc.
Thiên nhiên ưu đãi cho đài một cái hang khá lý tưởng. Trời mưa không có một giọt nước nào lọt vào trong. Đây là nơi để khẩu DK về đêm và nơi cất cơ số đạn, cũng là nơi để mọi thứ của đài. Xung quanh đó, ta làm hai cái hầm nổi dưới một cây đa to, hầm được chất xung quanh bằng đá và bao vòng ngoài bằng bao cát đại hàn. Phía trên ta che bằng ni lông đi mưa. Biên chế của đài là 15 anh em. Trong tình huống chúng tấn công bằng bộ binh lên đài thì phải chiến đấu trong vòng 2 giờ mới có quân chi viện. Hỏa lực trên đài trang bị theo cấp trung đội và tăng cường thêm lựu đạn của ta sản xuất. 4 thùng X100 quả. Từ đài nhìn xuống là các vực sâu, hoa bằng lăng nở tím rừng trông rất đẹp. Những cành phong lan đuôi chồn khắp nơi rủ xuống những cành cây đung đưa trước gió. Quanh đi quẩn lại, thay đổi nhau chỉ mỗi nhiệm vụ cảnh giới ở 4 hướng. Trên đài không có gì để cải thiện bữa ăn, gà rừng nhiều vô kể, nhưng không làm gì được vì bắn thì sợ lộ. Thỉnh thoảng cũng bẫy được vài con có chất tươi cho anh em. Sau này, cái khó ló cái khôn, một số anh em dùng ná thun bắn sóc đỏ và sóc rằn, con nhen và cu xanh. Bà con với cu cườm, cu lửa nên hầu như ngày nào cũng có thịt. Đời lính cảnh thiếu rau là bất tận. Ban đêm ngủ có anh còn mơ thấy mình ăn được bữa rau. Cứ 15 ngày thay chốt một lần. Ngày thay chốt vui như hội. Chỉ có bộ phận thay chốt mới theo đường lên đài. Bộ phận làm công tác bảo vệ ở phía dưới chân, không cho địch đeo bám tập kích. Bình thường phải chờ tới ngày đổi chốt về đến nhà mới tắm. Khi mưa to mới tranh thủ tắm tiên. Ban đêm ngồi gác, mùi chua từ quần áo bay lên thoang thoảng, nhất là từ đầu gối. Bộ phận trinh sát của sư đoàn chỉ ở chốt đài có 2 lần thay chốt một tháng, sau đó nhận nhiệm vụ về sư đoàn bộ tại ngầm Sa Em. Ngày anh em trinh sát về lại sư đoàn, thủ trưởng Thăng, chính trị viên tiểu đoàn 2, vay của đại đội 15 công binh trung đoàn 95, con heo khoảng 60-70 cân để đãi bộ phận trinh sát phối thuộc. Những năm sau này, khi thủ trưởng Thăng là phó trung đoàn trưởng chính trị 95 và anh Đấu, đại đội trưởng đại đội 15 là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, gặp anh em trinh sát bọn tôi tại chùa, anh Đấu thường hay nhắc lại chuyện đòi thủ trưởng Thăng con heo. Anh em chỉ nhìn nhau cười. Gần 4 năm sau, trong đội hình trinh sát ngày ấy, có 2 anh em được bổ nhiệm là đại đội trưởng đại đội 6 và đại đội phó đại đội 5 của tiểu đoàn 2, trung đoàn 95. Chính những con người đã từng chiến đấu sống còn với địch tại cao điểm 428 mùa mưa năm ấy, sau này viết tiếp những chiến công, tạo nên huyền thoại núi Cụt, nét son đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ anh em nhập ngũ năm 1983-1984 của quê hương Thuận Hải và Quảng Nam Đà Nẵng. Chào cao điểm 428, chào đài quan sát tiểu đoàn 2, chào mùa mưa máu lửa 1980. Con đường nhiệm vụ phía trước của trinh sát sư đoàn 307, những ngày cuối năm ranh giới tỉnh và rất vi hia và tỉnh Siêm Diệp, một dòng suối hai mùa bắt liên lạc với anh em sư đoàn 302, quân khu 7 lần thứ 2. Từ khu chiến tiểu đoàn 2, anh em chúng tôi trở lại căn cứ sư đoàn bộ bên dòng suối Sa Em, đơn vị trinh sát chốt ở phía đông sư đoàn bộ bên kia suối. Khi chúng tôi về, cả đại đội trinh sát chỉ còn mấy anh em bị bệnh ở nhà, nhiều nhất là bệnh đau lưng, thực chất là thoát vị đĩa đệm cột sống, còn lại đã đi phối thuộc ở các trung đoàn trong toàn sư đoàn. Buổi chiều họp sau ban ở ban tham mưu sư đoàn, tôi thấy một người lạ và hỏi anh cho thông tin sư đoàn thì được biết người ấy là nhà báo Khánh Vân, công tác tại báo Quân đội Nhân dân. Sau giờ cơm chiều, đang ngồi nói chuyện với mấy anh em thì thấy ông Xoắn quần lội suối để qua đơn vị. Chúng tôi chưa kịp chào ông thì ông đã lên tiếng trước. Chào các anh em trinh sát. Chào thủ trưởng, tôi thay mặt anh em đáp lại. Chào thủ trưởng, tôi thay mặt anh em đáp lại. Lúc đó ông là trung tá. Ông rút trong túi ra gói tam đảo và mời anh em. Tôi mời ông vào nhà ban chỉ huy, nhưng ông bảo ngồi đây nói chuyện với anh em cho vui.
Ông hỏi thăm từng người về quê quán, nhập ngũ năm nào, tình hình vợ con. Có đứa nào có vợ đâu mà có con. Người yêu, yêu người khác rồi. Tình hình thư nhà. Ông có khiếu nói chuyện rất hay và rất nghệ sĩ, nhưng rất sâu sắc. Đến tối, tôi mời ông vào ban chỉ huy vì bên ngoài rất nhiều muỗi. Bước vào hầm, ông đưa cho tôi gói trà bọc trong giấy báo. Tôi nhờ anh nuôi pha trà và chúng tôi ngồi tâm sự. Ông bằng tuổi mẹ tôi, sinh năm 1927. Chừng nay tuổi mà còn lặn lội chiến trường ư. Ông rất quý nghề trinh sát và rất mến anh em trinh sát. Khi đi công tác ở các đơn vị, ông có thói quen là nghỉ lại ở đơn vị trinh sát. Bên ấm trà đặc, tôi và ông nói chuyện tích khuya. Là phóng viên đi săn tin, khi ông về sư đoàn 307, điểm nóng nhất lúc bấy giờ là tiểu đoàn 2, trung đoàn 95 ở cao điểm 428 và tiểu đoàn 9, trung đoàn 29 ở khu vực nông trường An Long Veng. Ông đã xin ra chốt tiểu đoàn 2 nhưng tư lệnh sư đoàn không đồng ý vì tình hình lúc ấy khá phức tạp. Ông đành ở lại và tìm cách tiếp cận nguồn tin chiến sự và đặc biệt về hoàn cảnh của anh em đang sống và chiến đấu ở khu vực chiến sự. Cuộc nói chuyện có một khoảng cách khá lớn. Ông là cán bộ trung cấp trong quân đội và là nhà báo, cùng với tuổi đời, đáng là bậc cha mẹ, khả năng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Còn tôi chỉ là một cán bộ mới ở ngưỡng cửa, có vạch chưa có sao, với những nhận thức khác xa với ông. Ông tôn trọng sự thật và nói thật những điều ông còn trăn trở với tình hình bên nước. Đất nước sau chiến tranh, những điều cần phải làm nhưng đành gác lại. Những chính sách chưa tạo ra những thay đổi lớn cho xã hội, nhất là ở nông thôn. Hình ảnh mẹ tôi cùng tuổi với ông phải đi hái từng trái mắm, trái còi về ăn đã làm ông xúc động thật sự. Ông nhìn tôi có phần nào cảm thông ở mọi khía cạnh quan hệ, và tôi nhìn ông với chỉ một điều duy nhất. Với tuổi này, ông còn phải lặn lội đến điểm cực bắc của đất nước Chùa Tháp, lành ít, giữ nhiều này. Ông đã dùng một câu chuyện có thật ở Trung đoàn 95 mà chính ông là người giải quyết sau chiến tranh để nói lên những thực tại của cuộc sống người lính và người lính phải có cái nhìn như thế nào về cuộc sống. Người cán bộ ấy ra đi từ mái tranh nghèo của một vùng quê Bắc Bộ vào tháng 5 năm 1972, khi vừa lập gia đình chỉ còn hơn một tháng, vượt qua bức tường lửa Vĩnh Linh, xuyên qua con đường Trường Sơn huyền thoại, đến với mặt trận B3 Tây Nguyên tháng 12 năm 1972, là lính của Trung đoàn 95 chiến đấu khắp chiến trường Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Trung Bộ trong đại thắng mùa xuân năm 1975. Không một cánh thư, không một lời nhắn về nhà trong những năm tháng đó. Năm 1977 là đại đội trưởng của một đại đội anh hùng của Trung đoàn 95. Anh cán bộ này được đi phép 3 tháng. Ai cũng hiểu tâm trạng của người cán bộ này khi rời mảnh đất Chư Nghé 421. Về đến quê, đi qua những cánh đồng làng ở quê nhà, mọi người đều nhìn anh với con mắt cảm thông, dò xét. Ngôi nhà này, ngày anh ra đi chỉ còn 3 người và nay đã tăng lên 5 người. Cha mẹ anh, người thì nằm một chỗ suốt mấy năm, người thì bệnh hoạn liên miên. Bố anh đang đu đưa võng cho một thằng cu 2 tuổi do vợ anh sinh ra nhưng không phải là cháu của ông. Và đến trưa, có một cháu gái đi nhà trẻ về chào bố anh là ông nội nhưng không phải là con của anh. Ngang trái đến tột cùng, anh mang ba lô trở lại đơn vị chỉ sau 12 ngày sau đó. Ngày anh ra đi, người phụ nữ của hai đứa trẻ trong nhà anh cũng đưa anh ra bến xe và dúi vào tay anh một ít tiền dành dụm. Ông không nói là anh này có nhận hay không, và dòng nước mắt ngấn trào. Anh không còn đủ bản lĩnh để nắm lấy tay người phụ nữ hay vòng tay qua vai. Mảnh vai gầy, cáng đáng, nuôi bố mẹ anh ngần ấy năm anh ở chiến trường. Bố mẹ anh vẫn thương hai đứa cháu vì chính ông bà đã lo cho chúng nó khi vừa mới lọt lòng, và vẫn thương người con dâu lam lũ tảo tần. Những lúc trái gió trở trời, tô cháo nóng và nồi lá sông hơi, anh ra đi lòng chịu nặng. Câu cuối cùng mà ông nói với tôi: mọi sự ở đời là vô nghĩa,
khi nhận biết hai chữ hy sinh, ngay cả ngòi bút của tôi có những khi đã cảm thấy bất lực trước những mất mát, hy sinh quá lớn của đồng chí đồng đội mình. Hãy sống và chiến đấu em ạ. Đổi gác lần thứ tư, tôi và ông mới ngừng câu chuyện và leo lên võng ngủ. Ngày mai cả tôi và ông đều theo đoàn văn công quân khu 5 lên chùa của Jet V here phục vụ bộ đội. Cuộc đời người lính phải chiến đấu giữa cái sống và cái chết, giữa niềm vinh quang và gian khó. Những tiếng cối nổ ung oang, tiếng nổ đanh như thép của các loại mìn và cả tiếng bắn kêu hỗ trợ khẩn thiết của đồng đội. Không hẳn như vậy, và cũng không phải chỉ có thế. Người lính trước hết là một con người, có một thân phận và cũng có một tình yêu. Có thể nó là cung bậc của sự thăng hoa hay chỉ là sự hoang tưởng, và nhiều khi là cả một thời để hối tiếc, và cũng để hối tiếc mà thôi. Tôi đã rơi vào trường hợp như vậy giữa những ngày khốc liệt ở 428 cùng anh em tiểu đoàn 2, trung đoàn 95. Chùa Project Vihir, năm tháng khó khăn của chiến trường. Bốt quay trở lại sau khi được hà hơi tiếp sức, kèm theo sự bao che dung dưỡng, tiến hành chiến tranh du kích với những thủ đoạn mới đầy thâm độc. Những năm tháng khó khăn của đất nước về chính trị, ngoại giao và kinh tế, những người mẹ Việt Nam vừa giã xong hạt gạo phải chuyển ngay ra chiến trường cho con và cho đất nước Chùa Tháp. Tấm áo của mẹ còn vá chằng vá đụp thì tấm chăn của con cũng đâu đủ ấm khi gió bắc từ Thái Lan thổi về. Nội tâm người lính, những vấn đề của thời kỳ quá độ, tích cực lẫn tiêu cực, anh em lính trước 1976 ra quân trở về đất mẹ. Những vấn đề của đất nước có những ảnh hưởng đến nội tâm người lính và phần nào tâm trạng của người lính, phản ánh tình cảnh của đất nước trong một giai đoạn khó khăn cùng cực. Người lính phải chiến đấu và biết cách chiến thắng để trở về. Bước sang năm 1981, tình hình khu vực chùa Project Vihir về phía ta vẫn không có gì thay đổi. Toàn trung đoàn 95 vẫn bố trí quanh khu vực chùa. Cụ thể, tiểu đoàn bộ binh 1 có đại đội bộ binh 3 và đại đội 4 hỏa lực trấn giữ trên chùa cùng với các bộ phận phối thuộc của trung đoàn 95 và sư đoàn 307. Đại đội bộ binh 2 án ngữ dưới chân cao điểm 606 về hướng 547 hướng Tây, bảo đảm đường cơ động số 3 chi viện cho chùa. Đại đội bộ binh 1 đóng chốt trên đường 120 cách chân cao điểm 606 2 km, bảo đảm thông suốt và an toàn đường cơ động số 1, đường chính lên chùa, và đường số 2 có một trung đội chốt giữ và lập một đài quan sát ở gần cao điểm 500 phía đông chùa. Đại đội 13 cối 120 ly của trung đoàn 95 chốt trên đường 120 cùng với tiểu đoàn bộ binh 1 cách chân cao điểm 606 khoảng gần 4 km. Tiểu đoàn bộ binh 3 phía sau tiểu đoàn bộ binh 1 theo trục đường 120 nối kết với đơn vị pháo cao xạ 37 ly và pháo 105 ly, bảo đảm thông tuyến đường 120 về hướng Trong Cửa San. Khu vực này được chọn là bãi đáp của máy bay trực thăng cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 khi có yêu cầu. Ngoài ra, đại đội bộ binh 11 có một trung đội chấn giữ cao điểm 300 nằm trên tuyến biên giới phía đông chùa, cách chốt của đại đội bộ binh 1 gần 2 km. Tiểu đoàn bộ binh 2 vẫn trấn giữ khu vực đồi 428 dọc theo tuyến biên giới. Tiểu đoàn bộ binh 10 bảo vệ trung đoàn bộ 95 và sư đoàn 307 ở ngầm Sa Em và làm nhiệm vụ cơ động theo yêu cầu của trên. Đại đội 14 súng máy 12 ly 7 vẫn ở Phum Cam Tuốt theo trục đường 69 làm công tác dân vận, và đây là đơn vị duy nhất của trung đoàn 95 sống chung với dân. Tình hình địch năm 1981 có sự thay đổi lớn. Cuối năm 1980, trên địa bàn trung đoàn 95, chúng đánh mạnh trên đường 428 của tiểu đoàn 2 và bước đầu có hoạt động trên hướng của tiểu đoàn 1 với mục đích thăm dò ta. Bước vào mùa mưa năm 1981, chúng tăng cường tập kích đại đội 2 phía tây chùa, vượt qua biên giới gài mìn trên hướng đại đội 1, bộ phận đài quan sát của đại đội 1. Ta hy sinh 2 trinh sát của tiểu đoàn 1 và 2 chiến sĩ của đại đội 1 vào tháng 9 năm 1980.
ngày 26 tháng 5 năm 1981, một bộ phận tuần tra của đại đội 1 vướng mìn KP-2 của địch, ta hy sinh hết 2 chiến sĩ và bị thương 1. Liệt sĩ Nguyễn Trân quê Mỹ Thành, Phủ Mỹ, Bình Định và Nguyễn Tâm gọi là Tâm Bồ Địch quê Hoài Nhơn, Bình Định, cả hai liệt sĩ đều là lính 1978. Và sau đó vài ngày, cũng chính tại khu vực này, anh Nguyễn Phải cùng quê, cùng đợt lính với liệt sĩ Tâm, phát hiện loại mìn mới, mìn 652A, trên đường và khắc phục đưa về công binh Trung đoàn 95 nghiên cứu. Đây được coi là quả mìn 652A đầu tiên được phát hiện trên khu vực tác chiến của Sư đoàn 307. Sau này, anh Nguyễn Phải là chiến sĩ thi đua của mặt trận 579 và quân khu 5 có thành tích nổi bật về khắc phục các loại mìn. Tại đại hội chiến sĩ thi đua của quân khu 5 năm 1981, đã có một nhà báo viết một bài thơ tặng cho anh. Thời đó, cả mặt trận 579 nói đến Nguyễn Phải hầu như ai cũng biết. Anh ra quân cuối năm 1983. Giai đoạn này, anh em ta phải chịu nhiều thương vong do mìn địch gây ra, không phải do anh em ta chủ quan, mà do mức độ mìn địch quá dày, phân bổ trên một địa bàn rộng với nhiều cách bố trí khác nhau. Cả năm 1981, tôi được biết đại đội 1 và đại đội 2 của tiểu đoàn 1 trung đoàn 95 ta hy sinh khoảng 10 anh em do bị mìn. Bước vào năm 1981, Pốt được các thế lực nuôi dưỡng hà hơi tiếp sức cũng như sự dung dưỡng của nhà cầm quyền Thái Lan. Ẩn nấp dưới những cánh rừng già dọc theo tuyến biên giới Thái Cầm, Pốt bắt đầu tung quân quậy phá ta và chính quyền của bạn, lập các căn cứ nằm sâu trong nội địa đất Ca. Quan sát trang bị của Pốt, ta thấy rằng chúng được trang bị gần như mới toàn bộ, các loại mìn, súng, đạn ta thu được đều còn rất mới. Quần áo không phải là màu đen mà là màu xanh, nổi danh là áo Pốt mà anh em ta ai cũng thích. Pốt nào cũng có đồng hồ Senco file mới toanh, cung ứng cho anh em ta canh giờ gác đêm cũng đỡ khổ. Chỉ cần một bi đông nước, chúng có thể đi và về dễ dàng. Khi gặp ta đánh, chúng chỉ cần vượt qua biên giới là coi như ổn. Phía bên kia đồi 300 của đại đội 11 tiểu đoàn 3, chúng có cả trại dân tăng gia sản xuất như là đất của nhà chúng. Cao điểm 500 nằm ngay đường ranh giới biên giới, nhưng nhiều về đất Thái, chúng đặt cầu DKZ. Lâu lâu chúng hỏi thăm tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 1, đại đội 13 và đại đội 11 ở vòng quanh hồ Vườn Xoài. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta là cái lằn đen đậm trên bản đồ. Không phải ta không đủ lực lượng hay khả năng để vượt qua lằn đen đó. Đây là lệnh của trên. Ngay cả tư lệnh sư đoàn 307 cũng bị cấp trên quán triệt nghiêm khắc về vấn đề này. Còn nỗi đau nào hơn khi chúng đánh ta, ta truy kích, chúng vượt qua biên giới, quay mặt lại nhoẻn miệng cười. Thời đó nghe anh nào nói câu bực éo chịu được là biết anh này đã bị Pốt nhoẻn miệng cười. Trong một cuộc nói chuyện tại tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn bộ binh 1 Vườn Xoài, phó chính ủy quân khu 5, thiếu tướng Nguyễn Huy Chương cũng phải thốt lên: Liên Hiệp Quốc như là một cái chợ. Có đoạn trong lúc nói chuyện, ông còn nhấn mạnh: thằng nào nói giỏi thì đem quân vào đây. Vì bên kia bờ đại dương, thành phố New York, chiếc ghế thành viên Liên Hiệp Quốc của Campuchia vẫn dò Pốt ngồi. Tư lệnh lục quân Thái Lan rêu rao: bộ đội Việt Nam tấn công vào đất Thái Lan. Một vị ở Đại sứ quán Việt Nam tháp tùng thủ tướng Campuchia Chan Si lên thăm sư đoàn 307, có nói đến chuyện ở Thái Lan, nhà cầm quyền còn thuê người biểu tình ở trước sứ quán Việt Nam tại Bangkok để la ó việc này, rồi cuộc đối đầu giữa ASEAN và ba nước Đông Dương. Lính tráng đâu có biết rằng vào thời điểm đó chúng ta khổ sở như thế nào về vấn đề Campuchia. Những hạt gạo mới xay sát xong tại bến lức Long An còn nóng hổi, được xe H-13 của Tổng cục Hậu cần nhanh chóng chuyển đến chiến trường qua ngã Công Bông Thơm đường số 7, và lúc quay về có ghi trên xe là những người con đất Việt đã dã từ cuộc chiến, yên nghỉ tại nghĩa trang K số 4, được đưa trở về đất mẹ Việt Nam, nghĩa trang Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Phạm trù chính trị và ngoại giao là công việc của những nhà chính trị và ngoại giao, còn phạm trù của người lính chỉ đơn giản là đánh tiêu diệt.
Chính ủy sư đoàn 307 Lê Lung bảo đó là nguyên tắc số 1 của 10 hay 12 điều gì đó trong tác chiến. Đối với người lính tình nguyện Việt Nam, đất thánh không phải là hướng bắc, hướng trước mặt với những cánh rừng già sâu thẳm, nơi chứa chấp những tên đao phủ của thời đại, trang bị những vũ khí mới toanh. Đất thánh của người lính chúng tôi ở hướng đông và đông nam, từ Đồng Văn đến mũi Cà Mau, dải đất hình chữ S nhìn ra bờ Thái Bình Dương với bầu trời xanh gió lộng, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi mỗi khi chiều về. Và điều gì xảy ra thì phải xảy ra, phải đánh, đánh cho bằng được, để chiến thắng mà trở về. Mẹ đợi, người yêu mong, vợ chờ, chỉ có vậy và phải vậy. Chiến tranh không có khái niệm nơi nào có chứa vũ khí là bất khả xâm phạm. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.